Chào các bác. Ôi giời, em có quả loa đẹp lắm các bác. Đây, quả này mà các bác mà ví dụ bác nào đang có bộ dàn mini rồi nhá, xong rồi đấu con này thêm vào mà làm loa tăng lời thì đúng là nói thật với các bác là gọi là đẳng cấp luôn. Đây, xin mời các bác nhìn qua này. Đấy, hình thức thì quả nói là rất là đẹp luôn. Đây, đấy, thiết kế rất là đẹp các bác nhá, thiết kế rất đẹp luôn. Đây, đó. Công suất của dòng con này thì không thấy ghi nhưng mà trở kháng là 6 ohm. Đấy. Đây, Aiwa này, CO LTD Tokyo Japan. Đấy. Aiwa cầu kẹp đàng hoàng các bác nhá. Đôi này các bác cứ vị bác nào có bộ dàn mini rồi ấy hay là bộ dàn chung nhá. Mà ví dụ mà muốn cần thêm giải lời nhá, lấy ngay cặp này về cho em nhá. Lấy ngay cặp này về đưa vào tăng lời cực khủng luôn. Đấy. Thì bác nào mà muốn vị mà nó chuyên lời ấy, thì làm như này này. Mua cho em một cái tụ. Mình sẽ đấu bên ngoài hoặc là có thể đấu bên trong, thích đẹp thì đấu kín bên trong mà thích nó đơn giản thì đấu bên ngoài. Đấy, thì để làm gì? Nó con tụ thì nó sẽ hỗ trợ là giảm cái tiếng trầm đi, mà mình cần giải lời thì mình chỉ cần giải cao đúng không ạ? Đấy. Tức là mình chỉ cần giải cao mà không cần giải thì thấp, thì mình sẽ đấu con tụ vào. Mình sẽ đấu con tụ vào, sau đó mình sẽ để làm gì ạ? Để hỗ trợ là giảm cái giải trầm đi mà mình sẽ lấy giải cao. Thì lúc đấy thì nó sẽ chuyên thuần về tiếng lời. Thì lúc đấy các bác nghe phê cực kỳ. Đấy là cái cách mà mình khai thác gọi là triệt để về phần lời. Đấy. Còn nếu mà các bác mà thích kiểu nghe nó bình thường thôi hoặc là đơn giản thôi, không cần phải gì cả, cầu kỳ, thì mình có thể là đấu trực tiếp vào luôn. Đấy, đấu trực tiếp vào cái phần công suất của bác. Đấy. Cặp này thì nó cũng không gọi là tiêu tốn quá nhiều cái phần công suất của các bác, thế nên là mình có thể đấu ghép vào. Đấy, thì là làm trợ lời rất là hay luôn. Đấy, đây. Thứ nhất là nó gọn gàng các bác nhá. Thứ nhất là nó gọn gàng, cái thứ hai là nó lại đẹp. Đấy, hàng em còn chưa thèm dọn mà nó đã được như này rồi các bác nhá. Đó. Tuyệt vời luôn. Giá thì có 390 rồi các bạn. Đấy. Nói thật với các bác, bình thường các bác đi mua nguyên cặp bát này đã 390 rồi. Đúng không ạ? Mua nguyên cặp bát này 390 rồi. Đây cả tất cả toàn bộ cả cặp nhà 390 mà lại hàng nội địa của Nhật. Quá ngon. Hàng này em với tất cả hàng em nhập ấy, nó là hàng dùng cho người dân bản xứ của Nhật. Tức là người dân mà gốc Nhật, tức là người người Nhật luôn ấy. Đấy. Chứ không phải là hàng xuất khẩu. Ví dụ các bác mà dùng hàng 110 hay 120 thì có thể là hàng xuất khẩu, nhưng mà với nhà em thì bán luôn luôn là hàng 100V. Tất cả các sản phẩm nhà em quay cho các bác là đều là hàng 100V hết. Đấy, mà nhà em nó cũng rất là rõ, các cái video nó rất là rõ. Nếu các bác về cắm nhầm 110 hay là 120 là vẫn chết như bình thường. Bắt buộc phải cắm đúng điện 100V bởi vì nhà em là hàng dùng cho người bản xứ của Nhật. Đấy. Nên là các bác thông cảm như vậy, nên tất cả các con loa như vậy này đều là từ bên Nhật về hết các bác nhá. Đấy, thế nên là các bác yên tâm mà sử dụng. Con này thì bát của nó thì nó sẽ khoảng là bát 11, bát 10, 11 gì đó coi nhá. Đấy, còn rất là ngon luôn. Cảm giác còn rất là mới luôn. Gân này là gân vải rồi. Gân vải này thì nói thật các bác, chắc các bác dùng không biết đến gọi là năm nào nó mới hỏng được. Gân vải thì nó rất là bền. Đấy, chỉ vì mình cần nó dẻo hơn thì mình dưỡng gân thôi, nhưng mà con này không phải dưỡng như đâu nhá. Gân nó rất là mềm rồi này. Đấy, gân nó rất là mềm. Đấy. Thế nên là mình cứ về sử dụng thôi. Thì đấy, giá là 390 thì bác nào chốt thì để em test bàn giao cho các bác nhá. Em test từng trước một. Đấy, bát tép rõ ràng để bàn giao cho các bác. Nên là các bác chốt thì alo cho em nhé, 390.000. Đấy, quá rẻ luôn. Về làm loa trợ lời đấy. Bác nào mà có bộ dàn như này này, đây này. Đấy, có những bộ dàn ví dụ như dàn chung mà thiếu lời thì lấy vào, hoặc là dàn mini kìa. Đấy, đấy. Ví dụ các bộ dàn mini này, đấy, thiếu thì lời thì lấy cặp này về tăng giải lời lên. Nghe sướng lắm các bạn. Vâng. Đấy thì bác nào chốt thì alo cho em nhá, qua số là 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682 nhá. Về kích thước đây, em đo luôn cho các bác nhá. Kích thước các bác này. Đấy, rộng của nó là 11.5 này. Cao là 17 này. Đấy. Và chiều sâu nhá. Sâu của nó này. Sâu chưa tính căng là 18, tính cả căng là 19. Đó. Nó gọn gàng và rất là đẹp. Đấy. Xin chào các bác.